rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 6, quân đội Philippines cho biết, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tiếp tục có hành vi hung hăng và thiếu chuyên nghiệp đối với nhiệm vụ nhân đạo hợp pháp là điều không thể chấp nhận được. Trung Quốc và Philippines đổ lỗi cho nhau trong vụ va chạm xảy ra ngày 17 tháng 6 gần đảo san hô đang tranh chấp ở biển Đông. Các quan chức Philippines cáo buộc Trung Quốc gây gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế cho nhóm lính đồn trú trên con tàu hải quân dì BRP Sierra Madre neo đậu trên một cấu trúc tranh chấp Biển Đông. Hải cảnh Trung Quốc bác bỏ cho rằng tàu hải quân Philippines cố ý tiếp cận tàu Trung Quốc đến mức nguy hiểm một cách thiếu chuyên nghiệp, buộc con tàu này phải thực hiện các biện pháp như cảnh báo và phong tỏa, lên tàu kiểm tra và buộc trục xuất. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi vụ việc mới nhất là một trong những hành động khiêu khích của Trung Quốc nhằm cản trở hoạt động tiếp tế cho các nhân viên Philippines đóng trên tàu BRP Sierra Madre. Canada và Anh cũng lên án hành động của Trung Quốc, còn Pháp và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về vụ việc. Trước đó, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc tàu tiếp tế Philippines nhiều lần phớt lờ cảnh báo nghiêm túc của phía Trung Quốc. Họ cho rằng tàu tiếp tế Philippines đã tiếp cận tàu di chuyển bình thường của phía Trung Quốc một cách cố ý và nguy hiểm, không chuyên nghiệp dẫn tới va chạm. Lực lượng này nói họ đã thực hiện biện pháp kiểm soát theo luật với tàu Philippines. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Philippines cho rằng bản tường thuật của Trung Quốc về sự cố trên gây hiểu lầm, đồng thời chỉ trích sự hiện diện và hành động bất hợp pháp của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Về việc thủy thủ Philippines bị thương trong sự cố trên ở biển Đông, một số báo cáo cho biết ít nhất 8 thủy thủ Philippines bị thương, trong đó một thủy thủ bị mất một ngón tay. Tuy nhiên, quân đội Philippines không bình luận về các thông tin trên. Quân đội Philippines chỉ cho biết thủy thủ bị thương nặng trong vụ việc đã được chuyển đi thành công và đang được điều trị, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vết thương. Theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay không người lái UAV của nước này đã phát hiện một trạm radar ANTPQ-50 do Mỹ cung cấp cho Ukraine, được ngụy trang trong một đồn điền ở Kharkov chiếc UAV này đã lập tức gửi tọa độ mục tiêu về lực lượng pháo binh nga để định hướng hoạt động tấn công. ANTPQ-50 là một loại radar di động do mỹ sản xuất. Radar thường được biên chế cho các đơn vị mặt đất, đặc biệt là các lữ đoàn pháo binh giã chiến hoặc nhóm chiến đấu cấp sư đoàn. ANTPQ-50 có khả năng phát hiện đạn pháo và tên lửa, cũng như vị trí các hệ thống pháo và súng cối của đối phương. Đối với lực lượng vũ trang ukraine, loại radar này cực kỳ hữu ích. Radar có thể phát hiện và cảnh báo đạn pháo đang bay tới. Bên cạnh đó, INTPQ 50 còn có khả năng xác định vị trí của các hệ thống pháo binh đối phương sau khi chúng khai hỏa. Theo các chuyên gia, sau khi khai hỏa, đối phương sẽ gặp nguy hiểm khi vị trí của họ sẽ sáng lên trên màn hình radar. Nga cũng sử dụng các trạm radar có khả năng tương tự như INTPQ 50, chẳng hạn như trong hệ thống phòng không Buk-M3, nhưng độ chính xác của chúng thấp hơn so với radar của Mỹ một quân nhân Nga từng khẳng định với hãng truyền thông Nga Investia rằng Ukraine cần phóng liên tiếp 3 tên lửa HIMARS thì radar mới có thể theo dõi đường đi của tên lửa, từ đó phát hiện vị trí của hệ thống MLRS. Trong khi INTPQ-50 có tỷ lệ xác định thành công vị trí của đối phương 85% ngay trong phát bắn đầu tiên. Rất có thể vì lý do này mà quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu thực hiện các nhiệm vụ ném bom, sau đó mới sử dụng hỏa lực pháo binh. Một khi trạm radar bị phá hủy, pháo binh Nga có thể tấn công các kho đạn dược cũng như các phương tiện chiến đấu khác trong khu vực mà không bị cản trở. ANTPQ-50 là một trạm radar di động tương đối mới, được đưa vào hoạt động từ năm 2023. Cuối năm 2022, Washington thông báo rằng các radar ANTPQ-50 đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine từ đầu năm 2023. Chúng là một phần trong gói viện trợ quân sự lớn dành cho Ukraine. ANTPQ-50 có phạm vi bao phủ và tầm bắn tối đa lên tới 10 km, theo các chuyên gia, số lượng radar tpq 50 được chuyển giao sắp tới sẽ lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái. Ba chiếc đầu tiên đã đến Ukraine vào cuối tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, Lancet là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga do Zala Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay không người lái được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống. Máy bay có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg. Lancet 3 có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km một giờ. Bán kính tiêu diệt mục tiêu là từ 40 đến 80 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km một giờ. Cách đây một năm rưỡi, quân đội Ukraine giành được lợi thế để được quân Nga ra khỏi vùng Đông Bắc khi ấy, chỉ huy trưởng của cảnh sát Ukraine tại thị trấn nhỏ Volchansk ở đây tự hào treo quốc kỳ Ukraine lên tòa nhà hành chính trung tâm. Tuy nhiên, không lâu sau đó, chính viên cảnh sát trưởng ấy tên là Oleksiy Khakivsky đang vội vã lao vào đống đổ nát của Volchansk để sơ tán những cư dân địa phương còn lại trước khi quân Nga ồ ạt sọc tới. Đến nay, tình thế một lần nữa xoay chuyển. Forbes đưa tin hôm 16 tháng 6, Lực lượng Nga với quân số khoảng 400 người được cho là đã bị lực lượng Ukraine bao vây tại một nhà máy hóa chất ở Vopchansk thuộc mặt trận Kharkov. Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine báo cáo 30 binh sĩ Nga đã đầu hàng sau những nỗ lực giải cứu họ thất bại. Theo Forbes, các lữ đoàn Ukraine chiến đấu tại Kharkov đã ngăn chặn hiệu quả bước tiến của quân Nga về phía bắc sông Vopchansk sau nhiều tuần giao tranh căng thẳng. Lực lượng Nga bao gồm ít nhất hai tiểu đoàn và hàng trăm bộ binh đã tìm cách đánh chiếm nhà máy hóa chất Vovchansk ở hữu ngạn con sông. Kế hoạch của họ bao gồm việc sử dụng nhà máy hóa chất làm căn cứ để triển khai các hoạt động tác chiến xuyên sông về phía nam Vovchansk. Forbes lưu ý rằng cuộc phản công của Ukraine có thể được thực hiện bởi các đơn vị như tiểu đoàn súng trường số 9, quân đoàn tình nguyện Nga hoặc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36. Lực lượng Ukraine đã tiến về phía tây nhà máy hóa chất, chia cắt quân đội Nga trong khu vực của đồng đội của họ ở phía tây. Động thái này đã khiến 400 quân Nga mắc kẹt bên trong nhà máy hóa chất mà không có phương tiện sơ tán hoặc tiếp viện. Một người điều khiển máy bay không người lái Ukraina cho biết, người Nga bị bao vây ở đây mà không thể sơ tán hoặc nhận tiếp viện. Lực lượng Ukraina trên thực địa tuyên bố đã quan sát thấy thương vong đáng kể trong số những người Nga bị mắc kẹt. Cuối tuần qua, các chỉ huy Nga đã cố gắng ra lệnh cho các đơn vị của họ ở phía tây nhà máy hóa chất Volchansk tấn công và chọc thủng các vị trí của lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng báo cáo rằng lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi hai nỗ lực như vậy. Việc hàng chục binh sĩ Nga đầu hàng hàng loạt khi nỗ lực giải cứu họ ở Vokchansk thất bại là điều đáng chú ý vì động thái như vậy hiếm xảy ra trong cuộc xung đột đang diễn ra. Forbes nhấn mạnh rằng những cuộc bắt giữ lớn như vậy chỉ thường xảy ra trong các cuộc vây hãm, các thành phố lớn hoặc các cuộc rút lui hỗn loạn hơn là trong các cuộc giao tranh nhỏ hơn như ở Volchansk. Trước đó, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Viktor Vodolasky từng nói với hãng thông tấn TASS rằng lực lượng Ukraine ở thành phố Volchansk thuộc vùng Kharkov sẽ sớm gặp khó khăn với sự bao vây của quân đội Nga. Ông Vodolasky lưu ý rằng mặc dù Volchansk là một thành phố nhỏ nhưng đã được phía Ukraine củng cố nghiêm ngặt. Ông Vodolasky nói thêm có những hàng rào bê tông khổng lồ và những khu vực kiên cố sẽ không có ý nghĩa gì khi đối đầu khi đưa binh sĩ vào tấn công. Vì vậy ở hướng này, chúng tôi giảm tốc độ di chuyển, nhưng chỉ nhằm mục đích bảo vệ binh lính của chúng tôi. Đầu cuộc chiến, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng sau nhiều tuần cầm cự ở thành phố Mariupol, phía nam Ukraine bị Nga bao vây. Gần hai năm sau, các trung đoàn Nga tiến công đã bắt được hàng chục binh sĩ Ukraine đầu hàng ở đống đổ nát Adipka, miền đông Ukraine, sau khi nỗ lực phòng thủ của họ tại pháo đài này thất bại. Đối với Moscow, theo Forbes, chiến dịch thất bại ở Vopchansk đã đánh dấu bước thụt lùi trong chiến lược quân sự của Nga ở miền Bắc Ukraine. Người Nga hiện chưa đạt được các mục tiêu ban đầu khi tiến vào khu vực. Ngay từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ba Lan đã tiến hành kiểm tra khoảng 62.000 nơi ẩn náu. Việc xem xét sẽ đánh giá xem mỗi nơi trú ẩn có được trang bị thích hợp và phù hợp để sử dụng hay không. Thời điểm đó, một quan chức Ba Lan nhấn mạnh rằng người Ba Lan không gặp nguy hiểm. Ông này nhấn mạnh, chúng tôi thuộc NATO, chúng tôi là một phần của Liên minh châu Âu, chúng tôi không tham gia vào cuộc xung đột này và Ba Lan là một quốc gia an toàn. Mới đây nhất, thị trưởng Warsaw của Ba Lan cho biết đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để kiểm tra độ tin cậy của nguồn cung cấp nước và điện khẩn cấp tại các nơi trú ẩn trong thành phố. Theo RT, thị trưởng Trzaskowski đã ra lệnh diễn tập nhanh các dịch vụ khẩn cấp của thủ đô để đề phòng. Tuyên bố trước các phóng viên ngày 18 tháng 6, thị trường thủ đô của Ba Lan nói: "Như một phần của chương trình an toàn Warsaw, chúng tôi đang kiểm tra cơ sở hạ tầng quan trọng. Hôm qua, tất cả các dịch vụ của thành phố đã tổ chức diễn tập huấn luyện tại nhà máy cấp nước. Chúng tôi chuẩn bị nguồn cung cấp nước, chuẩn bị kho bãi để chứa thêm các thiết bị như máy phát điện. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống." Ông Jarosław cũng chia sẻ những bức ảnh về cuộc diễn tập trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, chấn an người dân Warsaw rằng đó chỉ là một cuộc diễn tập, nhưng thành phố rất coi trọng sự an toàn của họ. Theo thị trường, các công ty cung cấp điện, nước, cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đã làm việc cùng nhau để thử nghiệm các kịch bản hành động trong các tình huống khủng hoảng tiềm ẩn. Warsaw có dân số khoảng 1,8 triệu người và có khả năng chứa 3 triệu người trong hệ thống tàu điện ngầm, nhà để xe ngầm và các không gian trú ẩn được chỉ định khác. Tuy nhiên, ông Trzaskowski cho biết sẽ phải thực hiện một số công việc nữa để tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Hồi tháng 3, thị trường Vassava cho biết thành phố này sẽ chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ trong từ 2 đến 3 năm tới cho các hầm tránh bom và các biện pháp an ninh khác khi xung đột ở nước láng giềng Ukraine bước sang năm thứ ba. Hồi đầu năm, theo báo Đức Bill, Bộ Quốc phòng Đức đang hoàn thành một tài liệu dự thảo có tên gọi Kế hoạch hoạt động OPLAN. Theo tài liệu, Đức sẽ trở thành một quốc gia trung chuyển quan trọng về vũ khí và thiết bị quân sự. Vì lý do đó, binh lính sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các đường cao tốc, nhà ga và bến cảng quan trọng. Đồng thời, người dân Đức dự kiến cũng biến nhà của mình thành hầm tránh bom trong trường hợp một cuộc chiến tranh lớn nổ ra ở châu Âu. Hiện chỉ có 579 hầm tránh bom còn hoạt động ở Đức. Kế hoạch mới của Bộ Quốc phòng cho phép người dân thiết lập các hầm trú ẩn cá nhân ở những nơi như tầng hầm và nhà để xe. Giám đốc văn phòng bảo vệ dân sự và hỗ trợ thảm họa liên bang, ông Rapp, TSL cho biết, việc xây dựng những nơi trú ẩn mới không còn khả thi do hạn chế về thời gian. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang tìm mọi cách để tăng cường sức mạnh quân đội, viện lý do các mối đe dọa xuất phát từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.